Nhà đất Minh Tiến thì Giang xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở một ngôi nhà có mặt tiền là đường lộ nhựa, xe tải mình đi thoải mái luôn nha anh chị. Do là dịch Covid-19 hiện tại tới bây giờ vẫn còn ảnh hưởng á, cho nên cô chú cũng đang kẹt tiền nên bán lại một căn nhà tâm huyết luôn nha anh chị. Hướng này mình đi khoảng tầm 2,9 km là mình ra thị trấn Tân Hiệp, ngay trung tâm thị trấn huyện Châu Thành luôn nha anh chị. Còn hướng ngược lại là mình ra ngay chỗ ngã ba nhà thờ Ba Vòng, ngay chỗ có điện máy xanh rất quá xanh nha anh chị. Thì đây là ngôi nhà của mình nha anh chị. Nhà của mình là nhà dân thì cô chú đang ở, cho nên xây rất là kiên cố nha anh chị. Chiều ngang là 10,9, chiều dài là 15,6 nha anh chị. Tổng diện tích là 150,8 m², đất hiện tại đang là đất cây lâu năm, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hướng là hướng đông luôn nha anh chị. Đó, nhà của mình là ngang tới 10,9 m lần nha anh chị, có 2 phòng khách luôn nha anh chị, 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 WC nha anh chị ơi. Đó, nguyên khoảng sân rất là rộng rãi luôn nha anh chị. Ở nhà mình là được ốp gạch với lại là có cửa gỗ rồi, rất là chắc chắn luôn, nhìn rất là sang trọng luôn nha anh chị. Nhà này thì thuộc dạng là hồi xưa là coi như là nhà đại gia ở khu này luôn đó anh chị. Đó, đây là cái phòng khách đầu tiên của mình nha anh chị. Nó rất là rộng rãi luôn nha. Mình tiếp khách hoặc mình đãi đám tiệc gì cũng khá là ok. Tổng diện tích tới 150 m² lận nha anh chị ơi. Mặt bằng mặt tiền lộ nhựa luôn, mình đi xe tải thoải mái luôn nha anh chị. Phía trong này là khoảng không gian sinh hoạt chung của nhà mình nha anh chị. Đó, đây là cái căn bếp của nhà mình nè anh chị, rất là rộng luôn. Để bàn tủ bếp rất là ok nha anh chị. Nhà của mình thì sẽ có 2 phòng ngủ nha anh chị. Đây bên tay trái của em là cái phòng ngủ của nhà mình anh chị. Nhà này thì cũng còn khá là mới nha anh chị, mới như là 90% luôn đó anh chị ơi. Nhà xây rất là tâm huyết, tại vì nhà đang ở mà anh chị. Tại vì là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện tại tới bây giờ, cho nên đang khó khăn về tài chính nên cần bán lại cho mình nha anh chị. Và phía trên này là cái phòng gọi là phòng khách của mình, phòng khách thứ hai của mình nha anh chị. Đó, và mở đèn cho lên cho anh chị xem nha. Phòng khách này cũng như là mình làm một cái phòng thờ đó nha anh chị. Chỗ này mình để tiếp khách cũng khá là ok. Đây mở đèn lên cho anh chị xem nè. Đó, mở đèn lên là sáng sủa đẹp đẽ luôn nha anh chị ơi. Nhà của mình á, địa chỉ nằm ở là ấp Tân Lực 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Chiều ngang là 10,9, chiều dài là 15,6, tổng diện tích 150 m². Hiện tại đây là đất cây lâu năm nhưng mà lên thổ bình thường nha anh chị. Giá là 2 tỷ đồng nha anh chị. Giá này là mình sẽ gặp chính chủ thương lượng trực tiếp luôn nha anh chị. Đường là đường xe tải, mình chạy thoải mái luôn nha anh chị ơi. Đường công cộng luôn ha. Ra thị trấn Tân Hiệp là 2,9 km, ra cổng sau khu nghiệp Long Giang là 2,7 km nha anh chị. Về bến xe miền Tây là 54 km nha anh chị ơi. Đi khoảng 1 tiếng 10 phút là đến nha anh chị. Nhà rất là rộng rãi và sạch sẽ luôn nha anh chị ơi.